Xin kính chào tất cả các bác. Ở buổi tối ngày hôm nay thì đây là video đầu tiên của ngày cuối tháng. Video đầu tiên của tối ngày cuối tháng, vậy là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch. Cái tháng mà dân gian từ xưa đến nay truyền tay nhau, cha ông để lại là truyền tay nhau là cái tháng cô hồn các bác. Thì rất là may mắn là cái tháng này là một cái tháng mà nó trong tâm trí của mỗi người chúng ta, dù là người lớn hay người già, người trẻ em, bất kỳ luôn, bất kỳ độ tuổi nào cũng không thích cái tháng này các bác. Và may quá hôm nay thì cho dù ai cũng muốn thời gian trôi chậm lại, và thậm chí là thời gian ngừng trôi để có nhiều thời gian để làm những công việc khác ý nghĩa cho cuộc đời. Nhưng riêng cái tháng 7 này thì hầu như tất cả chúng ta hầu như ai cũng muốn cái tháng 7 nó trôi qua suôn sẻ và trôi qua nhanh chóng. Đó là cái tháng ngâu và tháng cô hồn các bác. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng cô hồn, tháng 7. Em xin chúc sức khỏe tất cả các bác, cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể những người đang theo dõi kênh của em, và những bác, những anh, những chị đang yêu quý cũng như là ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và bắt đầu một tháng mới, tháng 8 là một tháng số 8 các bác. Số 8 đó là 8 là phát các bác, nghĩa là theo số hóa các bác nhé. Theo những người số học thì số 8 là phát. Vậy là em mong tháng 8 âm lịch tới đây, nghĩa là ngày mai bắt đầu mùng 1 các bác, thì xin chúc tất cả các bác có một tháng 8 phát tài phát lộc. Phát mọi thứ, cái gì cũng phát, làm việc gì cũng phát, và nghĩ việc gì cũng phát. Phát từ trong ý nghĩ. Rồi, và bây giờ em xin đi vào luôn vấn đề cấu hình. Trước mắt các bác đang là một đôi loa Diatón 35B MK2 La Mã. Đôi Diatón 35B MK2 La Mã này là một dòng loa các bác có thể vừa nghêu ngao karaoke, vừa có thể nghe nhạc rất hay. Và lưu ý giúp em là phải đánh bằng những chiếc âm ly khá tốt, khá mạnh, nó mới lên được tiếng các bác nhé. Và đôi loa này một đôi loa thùng gỗ lạng, nặng 22,5 kg trên một thân thùng. Gỗ lạng rất đẹp các bác. Các bác có thể thấy đôi loa nó đối xứng các bác nhé. Nó đối xứng, đó, đúng giờ lờ của nó đối xứng. Và đôi loa này là một dòng loa rất là rẻ, chi phí đầu tư rất rẻ mà mang lại chất âm rất hay. Nó sử dụng một con tép các bác, một con tép đôm rất khỏe, và một con chung lớn, và một con bát 30 rất là chất các bác, và mang giấy. Dòng loa này là một dòng loa thùng kín nên là nó cho tiếng bát rất là lực các bác, lực đầy. Nhưng mà nhược điểm của những dòng thùng kín là các bác phải lưu ý đánh bằng những chiếc âm ly khá tốt, khá mạnh nó mới ra được. Và đôi loa này em để các bác giá rất tốt, đẹp ê căng, đẹp luôn, rất tốt các bác nhé. Để các bác giá chỉ 5.200.000 đồng một đôi loa Diatón 35B MK2 La Mã. Và đôi loa này thì các bác có thể nhìn thấy tình trạng rất đẹp các bác, đẹp cáu cạnh luôn, không thể sát cạnh. Thì dòng loa này nó có một cái bộ phân tần, nên nhấn mạnh các bác có một bộ phân tần 4 lớp. Bình thường đôi loa bình thường nó chỉ có 2 lớp, 3 lớp. 3 lớp là may mắn lắm rồi các bác. Nhưng mà con này, riêng con này nó có phân tần 4 lớp, nghĩa là để... Nếu nói sâu về kỹ thuật phân tần thì các bác chỉ hiểu đơn giản, càng nhiều lớp nghĩa là phân tần càng cao cấp. Đấy, em nói riêng về phân tần các bác nhé. Càng nhiều lớp thì cái phân tần nó càng cao cấp. Vậy là nó có thể tách lọc các crossover lần trong, tách lọc những cái giải tần đáp tuyến cho từng con driver, nghĩa là từng con loa một, nó hoạt động ở một giải tần nhất định mà hãng mong muốn. Thì đôi loa này chính vì nó có phân tần như vậy và lại có vi tinh chỉnh nên các bác có thể nghêu ngao karaoke rất hay các bác nhá. Nếu ghép mic vào hát rất hay luôn các bác. Hiện nay thì xin thông báo các bác luôn là nhà em đang hết băng nách rồi, sắp tới mới về được hàng, nên là em không thể ghép được lên cấu hình 2 trong 1, vừa karaoke và vừa nghe nhạc. Nên là dạo này các bác có thể thấy em không lên được video về những cái dòng mà vừa hát vừa nghe, mặc dù rất nhiều loa tốt. Nhưng mà các bác yên tâm, trong thời gian tới em sẽ về được hàng. Dạo này
em đang muốn nhập cái nguồn hàng nó nghĩa là nhập cái nguồn hàng nó dồi dào một chút nữa, nhưng hiện nay biên giới thì nó vẫn cứ đang đóng ở cái khu vực chỗ em lấy, nên là mong là các bác thông cảm giúp em. Hiện nay vang nhà em thì đang tạm hết các bác nhé. Về được vang thì em sẽ báo cho các bác luôn. Và đôi loa này em để các bác dán 5,2 triệu. Một đôi loa vừa nghe vừa nó thiên về nghe nhạc mạnh, nhạc sống các bác nhé. Và nghe nhạc trữ tình cũng rất hay luôn. Dòng này đánh bass bắn tim. Và giới thiệu các bác luôn một chiếc âm ly rất là khủng khiếp. Rất là vừa vặn mà nhỏ bé, nhưng mà nó là một lực sĩ thật sự luôn. Em đánh đôi loa Diatone này, đằng sau này cái tản nhiệt nộn thiên các bác, nó còn không nóng các bác nhé. Các bác lưu ý em, nó không nóng, không nóng một chút nào luôn, chỉ hơi có một tí ấm sờ vào mới cảm nhận được, không nóng. Và con âm ly này thì nó là một dòng âm ly nội địa của Nhật, rất là em không biết là chưa gặp lần nào các bác, chưa gặp lần nào luôn. Và nó là dòng tên là Sutterzell âm ly Fur IL50. Không hiểu tại sao mà bình thường những con âm ly phải sò sắt, phải khủng mới đánh được đôi loa này, mà không hiểu tại sao con này nó chỉ ghi có 100W và cũng nặng bình thường, nó không nặng lắm, nhưng mà nó đánh cho cái con loa này căng đét luôn các bác. Và các bác có thể nghe đánh lòi rốn luôn mà không nóng các bác nhá. Và con âm ly này em để các bác giá chỉ 1,8 triệu, bắt đầu nhu cầu lấy những chiếc âm ly độc lạ, vỏ nó bằng gỗ các bác nhá, vỏ gỗ màu đen, độc lạ đẹp keng luôn các bác. Các bác đánh vào những đôi loa to thoải mái luôn. Nếu đánh vào những dòng loa kiểu như những dòng loa Avon các thứ rất là hay các bác nhá, đôi loa Mỹ đấy. Và bây giờ em mở các bác nghe thử ạ. 1,8 triệu rồi các bác, đánh chống tức lực luôn. Bây giờ em mở nhạc sống cho các bác nghe thử. Đánh cực sướng các bác ạ. Con âm ly chỉ 1,8 triệu, rất khỏe, nhỏ mà có võ các bác. Nhiều bác hỏi em là kích thước của loa thì em có những video em sẽ nói về kích thước, có những video em không nói, bởi vì là tất cả mọi thông tin nó đều có trên mạng hết rồi. Nhưng mà hôm nay em rảnh nên em sẽ thông báo luôn các bác là kích thước của đôi loa này luôn. Cho em xin kích thước, em sẽ bảo kỹ thuật của em đo. Các bác có thể thấy con âm ly đánh rất chất các bác nhá. Rồi, các bác có thể thấy là đôi loa này nó rộng là 37 các bác nhá, và cao là 66 đó, và sâu cao 66 các bác nhá, sâu 30 đó, để các bác hình dung. Những đôi loa bass 30 các bác cứ yên tâm là cái thùng nó la lá nhau, nó cũng to tương tự nhau, rất là hay. Con âm ly chỉ 1,8 triệu, đôi loa là 5,2 triệu, rất chất các bác nhá. Rồi bác nào có nhu cầu lấy thì hãy nhắn tin qua số điện thoại là 0981193686, em giao hàng toàn quốc. Rồi xin chào các bác.